thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau trận mưa lớn thì tình trạng ngập đang xuất hiện tại phía cổng trường và toàn bộ khu vực sân trường, thậm chí là trong cả các lớp học. Tình trạng ngập sâu, ngập nặng nề đang khiến cho việc đưa đón con đi học của các phụ huynh gặp rất nhiều khó khăn. Toàn bộ khu vực cổng trường, sân trường đều bị ngập trong nước sau cơn mưa lớn, thậm chí nước tràn vào trong các lớp học. Phụ huynh phải bì bõm lội nước, thậm chí có người chèo thuyền đến trường đón con về nhà. Nhà trường thông báo cho toàn bộ các phụ huynh phải đến tận trường đón con tan học, không để các con tự ra về như ngày thường. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh, tránh tình trạng các con vấp ngã khi lội nước hoặc đi trên đường trơn trượt. Theo chia sẻ của các phụ huynh, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm trường tiểu học Tây Mỗ ngập sâu trong nước như vậy. Chị ơi, từ ngày con học ở đây chị thấy như này bao giờ chưa chị? 15 lên lần đầu tiên. Là mưa bao nhiêu lâu rồi, ngày mới là lần đầu tiên nào gặp cái này thôi. Nước tràn vào trong các lớp học ở tầng 1, khiến các lớp bị ngập phải sơ tán lên tầng 2. Nhà trường cũng yêu cầu các con tan học sớm, nhiều phụ huynh phải đón con về từ lúc 2-3 giờ chiều.